Fern nào. Ghét Fern nào. Mình sẽ quay lén. Không quay nữa. Tôi không thích Fern nào. 20 tháng 10 mà đánh tôi. Xong rồi cào người tôi rất như vậy nè. Mọi người coi nè. Tụi nay có Fern nào là không có tôi. Tôi nói đời của tôi 5 bữa ăn mà trả giá. Kêu là 5 bữa nhiều quá. 20 tháng 10 mà nè mọi người. Cảnh này chỉ là cái cảnh đánh xương xương thôi. Mà cào người ta ra như này. Tôi không thích Fern nào. Đây là cái đường bạn muốn đúng không? Không biết là về cái nhà này lâu lắm rồi chưa?